hôm nay Quy sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là đau lòng. Một ngày đẹp trời, Quy thức dậy làm được ánh sáng như mọi ngày và đang rất vui vẻ hào hứng chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo cho nhà hàng Vua Cua của mình sau khi gọi vốn thành công tại chương trình Shop Tank 14. Nhưng đúng là cuộc đời không như là mơ mà. Alo, ủa thấy cách ly rồi, mấy cái dình sao rồi? Ra cái show chậu rồi. Nghĩ sao hết rồi bạn ơi? Nghĩ sao hết rồi bạn ơi? Ê, nghĩ sao hả? Alo, ủa đang làm gì vậy? Chơi game đi em ơi, giờ cái nhà chén mới dịch mới chơi game đi. Cho vô chơi game chung. Chơi game, anh cũng chơi game à? Chứ không chơi game chứ. Mày anh chơi được đâu mà chơi? Đang vào game. Chơi chơi với. Chơi game nha, nói chuyện sau nha. Mày cũng đi qua mày mới đi. Ôi vãi. Thế à? Vào game rồi. Ồ, hello nhạc sĩ. Hiệp sĩ lợn. gì? Đang mấy nay dịch sao rồi? Cũng thấy ngồi đây là biết rồi đó. Ngồi ở nhà chơi game là hiểu rồi đó. Vô chơi game đi, nhà chán quá em. Ok anh. Ủa, nhưng mà chơi game gì? Nhà có máy không? Từ từ, bây giờ chơi đi, có máy nào chơi máy đó. Ý là bây giờ vậy em khi dễ anh phải không? Không có khi dễ, em quan tâm anh, em hỏi anh tại cái game của em nó cũng nặng á, sợ là anh em không có cái tương tác nhau ổn định á, hiểu không? Tại máy em cũng mạnh á. Ok em ok. Vậy em nghỉ chơi em, tạm biệt em. Bye em luôn. Hi. Dịch sao rồi? Buôn bán sao rồi? Giám đốc. Cũng ổn lắm, y chang đóng hết. Bữa làm gì vậy? Đang nhà buồn quá, đang tính ngủ vô chơi game. Nhớ bữa mới mua máy đúng không? Mua lâu rồi, tại vì nhà có 2-3 giặt máy lận. Những máy cũ chưa tìm cho bà em thằng em nó học rồi. Mấy cái máy mà để trên trò như bắn trứng rồi bị cái chu đúng không? Rồi thế bây giờ cuối cùng là có cho chơi game chung không? Giờ chán quá, nhà chán quá rồi. Cũng muốn bên đây chơi gì nữa. Em mà cao quá, mạnh đó. Bên nhà máy chơi về thấy không? Tại vì chắc là mấy bên bọn thì chắc là dòng chắc bên chia 4 năm gì đấy không? Có nhá. Ok. Alo, anh trai ơi. Hỏi tráng sĩ. Alo, cho em order một cái máy tính nha anh. Ráp cho em một cái máy xịn nhất, mắc nhất, mọi thứ đều phải là thế hệ mới nhất luôn nha. Bạn bè em nó khi dễ em quá à. Nha anh, thank you. Dám khi dễ Will à. Hồi nãy lại là hơi nè. Em bị trưng ngủ khi dễ không có máy rồi. Không ai chơi mình buồn bỏ vì mình mua máy về rồi. Anh định bốc giá cho mọi người biết luôn ha. Tại vì mua online, họ ship về. Thì đây là cái con chip mới nhất là Intel Core i9 11900K là thế hệ thứ 11. Nó rất là mạnh và nó rất tốt cho hiệu năng, đặc biệt là về chơi game ha. Rất là tốt, giá của nó hiện tại là khoảng 19 triệu 9. Còn đây là cái cạc màn hình mới nhất là Aorus Extreme 3090. Nó sẽ rơi vào tầm giá là 65 triệu bởi vì là khan hiếm hiếm hàng nên là giá nó bị tăng lên. Còn kế bên nó sẽ là cái nguồn của Aorus khoảng 850W, là sẽ rơi vào tầm khoảng 3.7 triệu. Và đây là cái main mới nhất, cái main board mới nhất của Aorus luôn trong năm nay luôn là Z590 Aorus Extreme. Thì nó sẽ hỗ trợ gắn được con chip Core i9 này ha. Nếu mà cái loại 490 với 390 thì không gắn được i9 thế hệ thứ 11, chỉ gắn được i9 thế hệ thứ 10, thứ 9 thôi. Giá của nó sẽ rơi vào tầm khoảng là
23 triệu 4 gì đấy, 24 triệu đi. Còn cái này, đó là cái SSD thế hệ thứ tư Gen 4 của Aorus mới ra luôn. Thì nó sẽ rơi vô tầm giá là khoảng 3 triệu 1. Và cái con này thì như là phải gắn trên cái Z50 với lại cái con i9 thế hệ 11 mới được thì sao á. Còn hai thằng ra thì rơi tầm vô khoảng cũng mấy triệu nữa, nhưng mà chắc không có dưới 3 triệu đâu. Mỗi cặp thì chắc cũng khoảng 3 triệu. Nhưng mà mắc á, cũng mắc. Rồi sau đây là có bàn phím chuột với lại tai nghe Aorus thì Will cũng mua chung bộ hết, thì nó sẽ rơi tầm 5 triệu nữa. Rồi còn hai em khổng lồ này thì đây là cái case C700 Plus, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 triệu, đây là cũng phiên bản mới. Còn đây, đây, vô nè. Rồi đây là cái màn hình mới nhất của Aorus trong bộ 3 của nó là SV43U, thì là 4K QLED, tần số quét là 144. Thì nói chung là đẹp lắm mọi người ạ, phê lắm, em nó 30 mấy triệu lận. Rồi thêm cái case Will thì custom là khoảng custom tản nhiệt nước nè, custom cái case luôn á, thì cả hai custom thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng gần 30 triệu nữa. Thì tổng cộng hết là 200 triệu. Tiền thật nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, vẫn có lúc đau đầu, mấy ai chỉ sợ vui mà. 200 triệu hơn xíu. Rồi như vậy thì làm ơn các bạn trẻ đừng có đùa bỏ tôi nữa khi tôi cũng chơi game với chơi với tôi nha. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem cái hiệu năng sơ sơ của máy thế nào ha. Điều mà Will thích nhất ở chiếc máy này đó chính là nó đang sử dụng con chip Intel Core i9 thế hệ thứ 11 11900K với hiệu năng và hiệu suất cực kỳ mạnh mẽ. Kế đến đó chính là custom tản nhiệt nước rất là màu mè lấp la lấp lánh. Sau đó chính là card đồ họa phiên bản cao cấp nhất của Aorus RTX 3090 Extreme. Và cuối cùng là phần case custom, đó chính là Will đã thêm một phần logo có chữ ký và ký hiệu của mình. Về màn hình gaming mới của Aorus thì chúng ta thấy là có kích thước là 43 inch cộng với là tấm nền QLED và tần số quét là 144. Thì việc chơi game thì Will cảm nhận, đối với Will thấy là cực kỳ đã luôn, đặc biệt là những game có góc nhìn thứ ba nè, rồi những game FPS bắn súng thì chơi ôi phê ơi là phê luôn. Và màn hình nó nét mà màu sắc nó hiển thị rất là tốt. Thì các Huy chia sẻ cái clip này thì cũng là một cái nói về cái mùa dịch lần thứ tư của cả nước mình, của cả thế giới. Thì mọi thứ bây giờ gần như là công việc, học tập nó đều bị đình trệ và đều bị ngưng lại hết. Thì chúng ta gần như là hoạt động 100% mọi thứ trên Internet và online. Thì nó bao gồm nè, ngay cả nhà hàng của Huy, nhà hàng Voku bây giờ cũng đóng cửa. Thì mình làm gì? Mình bán online. Đây, mình có thể lên voku.vn mua hàng online tại Voku nhé. Không hề VR cho mọi người, để cho mình giới thiệu cho mọi người thôi. Thậm chí đi siêu thị mình cũng phải lên online mình mua, đúng không ạ? Thậm chí là bây giờ học tập cũng học online luôn. Rồi bây giờ ngay cả mình làm nhạc, bây giờ Will làm nhạc, Will không đi diễn được thì làm gì? Will livestream, Will hát cho các bạn, cho khán giả, mọi người nghe trên máy tính. Nói chung tất tần tật mọi thứ chúng ta đều cần phải có máy tính, hoặc là điện thoại, hoặc là máy tính bảng. Thì Will nghĩ là khi mà mình đầu tư vào một cái máy tính tốt hơn thì nó cũng giúp cho công việc của mình nhiều hơn. Thì nói chung là tùy sở thích, tùy túi tiền của mọi người thôi. Thì từ đầu clip tới giờ mình cũng thấy là những cái hoàn cảnh éo le của Will không phải là chỉ mình Will gặp, mà còn rất rất nhiều bạn gặp. Thì Will chỉ mong là chúng ta hãy ở nhà và chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta hoàn thiện tất cả những công việc của chúng ta một cách gọi là an toàn và tốt nhất thôi, để vượt qua mùa dịch này. Và mong là mùa dịch này sẽ kết thúc và chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn.